bo đầu tiên cho anh chim ăn trống. Rồi mới làm quả lòng chào màu là anh em. Đấy. Bữa nay mình chim hút mặt bẫy, kỳ này bẫy khó quá. Chắc mùa giờ cuối mùa rồi, mình chuyển qua mình đi bẫy chào màu ha. Đấy. Hay mới sắm cái lồng inox này, 180 bạc. Giờ làm cái cây cho nó đứng ha. Giờ cuối mùa không biết chỗ mọi người như thế nào chứ chỗ mình giờ bẫy hút mặt là khó lắm mọi người. Nó kiểu nó hết mùa rồi, nó di cư hết rồi. Bẫy được ít á. Mình nuôi chim ấy, mình lựa mấy con nào mà ngoài chỗ mình nó nhiều ấy để đặng làm clip cho mọi người coi luôn. Đấy, chứ mấy cái con chim kiểu chỗ mình có chim gì thì mình bẫy chim đó ha. Có clip cho mọi người coi chứ bẫy mấy nuôi mấy con khó quá, không không chỗ mình không có. Chỗ mình thường toàn là chào màu với lại đít vàng ấy, chào màu đít vàng này, chào màu đất này, nó hút mặt cái chim sâu. Đấy, mấy cái con đấy là chỗ mình có nhiều. Thì quanh quẩn mình chỉ bẫy những con đấy cho mọi người coi thôi ha. Tại chỗ mình có nhiều đấy à. Mấy con khác nó không có. Chỗ mình bẫy ba con đít vàng rồi bán cũng được mọi người. Chỗ mình người ta mua giá 30.000 một con. Ba tụi con chào màu đít vàng á. Có chỗ thì 40. Nào đấy. Cũng sơ sơ ra hình cái lồng rồi đấy. Giờ gắn cái này vô nữa. Rồi đấy, một cái nước, một cái cám. Rồi giờ thêm cái thêm cho bố mượn nè. Từ từ, để cho bố mượn. Giờ cột cái xin chuối này vô nó xong, cái xin chuối này thì quá to rồi, không tài nào vừa nổi. Ráng mình nhét vô thử coi vô nổi không. Cũng vô được này. Đấy. Rồi vậy là cũng tương đối rồi nè. Cái này xin chuối này cám với nước. Rồi bây giờ cho mọi người coi con chim mình mua nè. Con này chào màu đít vàng, nó cũng người ta cũng nuôi được một thời gian biết ăn cám rồi. Giá là 150. Đấy. Cho cám vô trước. Quên mua cái đồ đút cám cho chồng mèo. Đút bằng cái này lâu quá. Rồi, tạm vậy đi. Rồi. Mình bắt mình nhốt nó vô lồng bẫy cho nó quen luôn nè. Con này là dùng đi bẫy thôi. Đấy, con này người ta nuôi cũng được một thời gian rồi. Nó là chim trống ha.
đấy đấy, chung đấy. nó cũng biết ăn cám và cũng hot rồi đấy. Thì người ta bán 150, còn chim bổi thì là 50 ngàn, còn có chỗ thì họ bán 70 ngàn. Bây giờ mình sẽ đứng con thả vô đây ha, xem nó có nhát người không. Đừng con. Rồi, nói chung là nó mới về nó cũng khá là nhát. Hơn nữa nó cũng không phải là chim mồi. Rồi thì mình bỏ đây rồi mình tập thời gian cho nó luyện nó đi bẫy thôi. Thì con trà màu này, đít vàng này có thể bẫy được cả mấy con trà màu đất luôn nha. Trà màu đất rồi trà màu đít vàng. Đấy, nó cũng vô. Đấy, nói chung là có cái thay đổi để cho anh em xem đỡ chán. Xem bẫy hút mật thì hoài cũng chán, mà mùa này bẫy hút mật nó cũng khó lắm mọi người. Đừng con. Rồi, cứ tạm thời như vậy đi ha. Rồi hẹn mọi người những video tiếp theo, khi mình đi bẫy thì mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Sau khoảng 10 ngày sống trong tăm tối thì bữa nay mình cũng đã thấy được ánh mặt trời rồi mọi người. Đấy, không biết là chỗ mọi người bữa nay nó bớt bão chưa nhỉ? Đấy, chỗ mình là tầm bão tới nay là khoảng 10 ngày liền, nó hai cơn mà. Đấy thì bữa nay cũng nắng ráo rồi nè. Đấy, trời kiểu cũng có mây gợn gợn thôi, cũng khá là ngon. Rồi thì bữa nay mình sẽ đi thử bẫy hút mật coi là có không nha. Kỳ này mưa bão quá cũng ít ít đi bẫy được á. Đấy, hy vọng thì hôm nay mình sẽ kiếm được con 7 màu nha. Thề luôn, mình đang là thèm 7 màu gần chết luôn, mà kỳ này bẫy toàn dính 5 màu không à, hơi buồn tí. Rồi bữa nay mang con 7 màu đi bẫy xem có may mắn không nha. Nhưng mà mình mới phát hiện ra là mình đã quên cái chân quay ở nhà rồi, cho nên là mình không thể nào quay cái cận cảnh cho mọi người xem được. Biết sao không nè, sáng là mình phải mang quá trời đồ đi luôn nè. Đấy này, xô để xịt thuốc này, bình xịt thuốc này, rồi mua cả sầu riêng con đi dặm nữa này. Mấy cây như mấy cây này nó bị chết này. Đấy, nó bị kiểu nó bị bận đấy, nó bị bận nấm rễ nè. Đấy, mua đi thay nè. Đấy, thành ra mình không quên mang cái chân quay bả đi rồi. Thôi kệ đi, mình bẫy đại đi ha, rồi hễ mà dính con nào mình sẽ quay cho mọi người xem ha.